Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến của tiểu thương đề nghị chính quyền xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh cho tiếp tục được kinh doanh tại khu nhà tôn trong khuôn viên chợ Tó, cấp điện trở lại đối với toàn bộ chợ Tó, được nhận vị trí ký ốt đã từng nhiều năm kinh doanh sau khi cải tạo lại chợ. Lãnh đạo huyện Đông Anh cho biết, trong thời gian qua, chính quyền huyện và xã đã khẩn trương thực hiện những công việc để bảo vệ quyền lợi, tài sản, tính mạng của các tiểu thương. Trước băn khoăn của các tiểu thương về việc xã hội hóa cải tạo chợ Tó vì mục đích của doanh nghiệp, đại diện huyện Đông Anh lý giải. Chúng tôi khẳng định một lần nữa rằng là tất cả các nguyện vọng của các hộ tiểu thương, trừ nguyện vọng bây giờ vào kinh doanh là không có chuyện đó. Chứ còn những cái mà ta đã kinh doanh, đã buôn bán 5 năm, 10 năm và đảm bảo quy định pháp luật, và mai đây chợ Tó cải tạo sửa chữa đủ các cái điều kiện, ít nhất là phòng cháy chữa cháy, điện đóm, môi trường đảm bảo đủ điều kiện thì đâu nó vẫn âu đấy. Liên quan đến việc khắc phục cháy chợ Tó, ngày 24 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh đã ban hành văn bản số 2218, trong đó đề xuất mức hỗ trợ cho các hộ tiểu thương bị thiệt hại về tài sản, thực hiện công khai danh sách vị trí kinh doanh của các hộ tiểu thương tại chợ Tó, tổ chức khẩn trương thi công các hạng mục mặt bằng kinh doanh tạm, sau đó công khai phương án sắp xếp vị trí ngành hàng, nội quy kinh doanh tại khu vực mặt bằng tạm, thực hiện hạn giải nhà tôn bị cháy, với mục tiêu sớm nhất ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của các tiểu thương. Trước đó vào sáng ngày 23 tháng 9, chợ Tó ở xã Huy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội đã bị cháy, ước tính thiệt hại là 22,69 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Chợ Tó có khoảng 600 hộ tiểu thương kinh doanh với nhiều mặt hàng phục vụ dân sinh.